Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Chu Smart. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái thủ thuật rất là hay liên quan đến Google. Thì như anh em đã biết thì Google ấy, nó máy anh em ví dụ như những cái máy mà không phải Google Pixel chẳng hạn, những cái máy thuần Google thì nó thường có cái thanh tìm kiếm đây, anh em hay sử dụng tìm kiếm hay cái app Google này. Anh em ấn vào đây thì nó đều có cái lịch sử anh em tìm kiếm. Đấy, em thấy không? Thì làm thế nào, ví dụ như anh em tìm kiếm đi, anh em thấy không, mình vừa tìm kiếm quả bố chồng nàng dâu mà anh em không muốn các bạn tò mò tìm hiểu xem là bố chồng nàng dâu là cái gì ấy, muốn xóa đi thì anh em sẽ làm như thế nào. Thì thường thường anh em sẽ xóa theo kiểu như này, anh em ấn giữ rồi các anh em ấn xóa. Nhưng mà ví dụ mà một buổi tối mà anh em tìm khoảng 20-30 cái phim chẳng hạn thì thôi chắc là xóa cũng mỏi tay đúng không. Hôm nay mình đã tìm cách cho anh em là làm thế nào để xóa được sạch sẽ xanh xanh tất cả những cái tìm kiếm của cái thanh Google này. Và bây giờ làm như nào thì hãy vào video nhé. Đầu tiên thì anh em hãy vào CH Play đi. Mình sẽ back cái này ra. Anh em hãy vào CH Play. Chắc là mình nghĩ nó ở đây, trong này, bên này. Xin lỗi, không phải máy đúng. Không phải máy của mình, vậy nên là nó hơi tù. Anh em hãy vào CH Play. Anh em hãy tìm cho mình cái Chrome. Đây, anh em hãy tìm cho mình cái này. Và anh em hãy cập nhật cái này lên phiên bản mới nhất. Đây, ông này ông chưa cập nhật nên mình cập nhật luôn nhá. Thì bây giờ mình xong rồi, các bạn hãy mở cái Google này lên. Ok, các bạn mở Google lên thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy những cái tab này. Các bạn anh em để ý nhá, những cái tab ở dưới. Thì anh em hãy ấn vào cái gần đây. Rồi, anh em thấy mình đang tìm kiếm cái này, 25.000 đô rồi, báo mới này. Xin lỗi anh em nhá, cái này không phải đâu. Ok, thì bây giờ anh em hãy kéo đến cuối cùng, cứ kéo vuốt đi, cứ vuốt đến cuối cùng rồi. Anh em sẽ thấy một cái tab ở đây là xem tất cả lịch sử của bạn. Các anh ấn vào cái này. Đấy, khi anh em đã chuyển xong rồi thì anh em sẽ thấy những cái hoạt động lịch sử của anh em nằm ở đây. Và bây giờ muốn xóa như thế nào, các bạn hãy vào cái ba chấm ở đây. Các bạn hãy tìm đến cái tab gọi là cái xóa hoạt động theo ấy. Các anh em hãy ấn vào đấy. Rồi, khi mà ấn vào đây rồi thì chúng ta có cái tab ở dưới này là những cái để xóa và bị xóa nào. Các anh em hãy ấn vào cái từ trước đến nay, xóa tất cả luôn. Tất cả sản phẩm. Ok, và anh em mình xóa. Xóa này. Cứ ấn xóa thôi. Ok, cái này nó ghi là đã xóa tất cả hoạt động, có nghĩa là nó xóa xong rồi. Bây giờ mình sẽ thử vào kiểm tra nhá. Cái thanh tìm kiếm đây. Vào, vẫn thấy đúng không? Và bây giờ làm nào tắt, anh em hãy ấn đa nhiệm và tắt cái thằng của nó ở đi, tắt hết đi. Ok, và bây giờ hãy khởi động lại cái này. Đấy, anh em thấy không? Nó khác chưa? Nó đã không còn những cái mà anh em đã tìm kiếm rồi, anh em chỉ còn những cái top trending Google tìm kiếm thôi. Thì nó sẽ hiện lên trên này. Ok, thì như thế là đã hoàn thành xong cái bước gọi là xóa sạch sẽ những cái gì gọi là liên quan đến lịch sử hoạt động của Google. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong rồi. Bây giờ thì anh em có thể yên tâm tối xem phim, tập thể dục mà không sợ bị gọi là ăn vụng mà không biết chùm ép. Thì anh em đã xóa sạch được cái đấy rồi thì không sợ bố con thằng nào tìm kiếm lịch sử hoạt động của anh em nữa. Và cũng không biết là anh em làm gì tối qua. Rất là bảo mật và an toàn. Ok, video đến đây kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Đừng quên ấn like, share, subscribe kênh YouTube của Chu Smart nhé. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. À quên, cái ảnh này anh em nhìn có thấy quen không? Quen thì hãy đón chờ trên kênh TNM sắp tới nhé. Bye bye!